tiếp tục chương trình là câu chuyện chiếc cầu Colotica do Tường Vi thực hiện. câu chuyện chiếc cầu Colotica do trưởng Cao Ngọc Cường sưu tầm. cầu Colotica hay còn gọi là Punteso So cây cầu mặt trời mọc ở Colotica Honduras, là một cây cầu có một số phận đặc biệt và kỳ lạ đặc biệt vì nó là một cây cầu lớn nhất, kiên cố nhất do một công ty Nhật Bản thiết kế và xây dựng vào năm 1996, bắc qua sông Kolotika ở miền đất Kolotika, Honduras, một quốc gia Trung Mỹ. Một miền đất khắc nghiệt nổi tiếng với những cơn bão lốc tàn bạo, khốc liệt thường xảy ra. Được khánh thành vào năm 1998, cây cầu Kolotika hiện đại kiên cố dài 484 m trở thành một thành tựu về kỹ thuật xây dựng cầu đường thời đó. Là niềm tự hào của Honduras, nhưng nó cũng là cây cầu có số phận hết sức kỳ lạ. Vì chỉ một thời gian ngắn sử dụng thì cơn bão Mitch kinh khiếp ập đến đã trút lượng nước mưa 75 inch trong vòng chưa đến 4 ngày cướp đi sinh mạng của 7.000 người. Tất cả đều bị cơn lũ cuốn trôi, nhà cửa, của cải, làng mạc, ngay cả đường xá cầu cống ở Honduras đều bị cuồng phong hủy hoại. Nhưng cây cầu Colotica kiên cường vẫn đứng vững. Sau cơn bão kinh khủng ấy, chiếc cầu đã thành một cây cầu vô dụng vì bão đã phá hủy con đường nối hai bên mô cầu. Chỉ còn một mình nó đứng trơ trọi, nhô cao trên vùng đất hoang tàn. Lý do chính yếu là cây cầu Koloteka trở thành vô dụng vì cơn bão đi qua khủng khiếp đến độ đã tác động làm thay đổi dòng chảy của con sông Koloteka rộng vài trăm feet dưới chân nó. Dòng sông bị lệch hướng cũ và chảy sang một hướng khác kế bên cây cầu, từ đó cây cầu bị cô lập, chơ vơ trên vùng đất khô, không có đường đến và cũng không có đường đi, cho bắt qua được con cầu cần bắt cây cầu đã trở nên vô dụng nằm trêu ngươi trơ gan cùng tuế nguyệt bên cạnh dòng sông đã từng chảy qua dưới chân nó chiếc cầu koloteka kỳ lạ này thường được nhắc đến như ẩn dụ kinh điển cho nhiều bài học trải nghiệm trong cuộc sống khi chúng ta phải đối mặt với những vấn đề không thể đoán trước được bão tố là tác nhân gây xáo trộn con sông đã tạo ra một dòng chảy mới thay thế cho chính dòng chảy cũ của nó để có thể thích ứng với mới của thiên nhiên. Kiên cố như cây cầu kia tưởng là hữu dụng bền lâu nhưng phút chốc trở thành vô dụng bởi biến đổi nhỏ của thiên nhiên. Con người có thể chống chọi lại những khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng không thể chống chọi lại ý định của Thượng Đế. Một mặt khác, trong ý niệm siêu hình của câu chuyện là vẻ vô thường của cuộc đời mà chúng ta ít khi nhận ra đại dịch covid đã tác động lớn và thay đổi nhịp sống của cả thế giới và ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng đã phải thay đổi thay đổi là phương thức duy nhất trong cuộc sống muôn mặt giống như dòng sông chúng ta có thể phải thay đổi hướng đi trong cuộc đời mình để vượt trở ngại trước mắt mà vẫn đạt đến mục đích như dòng sông kia đổi hướng nhưng vẫn chảy ra biển lớn khả năng thích ứng vẫn là chìa khóa để tồn tại và phục hưng những công việc của chúng ta làm tưởng như hữu dụng, trường tồn thì cũng trở nên tưởng như vô dụng là một tác động nhỏ của ai đó nhưng như chuyện chiếc cầu Collecica, nhưng sự vô dụng đó vẫn trở nên hữu dụng theo thời gian và không gian nếu chúng ta biết thích nghi và thay đổi. Nếu chúng ta không thể thay đổi người khác thì tốt hơn hết là chúng ta nên thay đổi chính mình điều gì đã xảy ra với cây cầu vô dụng ở Colatika? Sau đó, người ta đã không phá bỏ nó dù đã trở thành cây cầu vô dụng. Vào năm 2003, chính phủ Honduras đã nối cây cầu Colatika vô dụng này trở lại với đường cao tốc trong vùng. Cây cầu vô dụng vẫn luôn luôn hữu dụng trong cách thế của nó. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin hoa trình Đốm đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.